Xin chào quý vị và các bạn. Mới bắt đầu bước vào đầu hè nhưng trong những ngày qua, nhiệt độ tại Bắc Bộ đang tăng lên từng ngày. Vùng áp thấp ở phía Tây gây ra sự tăng nhiệt sẽ còn tiếp tục hoạt động mạnh hơn. Nên trong 3 ngày tới, từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 4, sẽ là thời kỳ đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Vì vậy, từ nay cho đến ngày 16 tháng 4 tại Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, sau đó sẽ lan sang cả khu vực vùng núi ở phía Đông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới từ 34 đến 37 độ. Riêng tại Mường Lay, Mường La, Mường Tè sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ tăng cao từ 38 đến 40 độ. Tại thủ đô Hà Nội cũng như là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cũng đang tăng dần, cao nhất là vào ngày 15 và ngày 16 tháng 4, khả năng thì mức nhiệt còn lên tới xấp xỉ từ 35 cho đến 36 độ. Nắng nóng ngày càng gia tăng và có khả năng trở thành một đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè này. Còn tại Trung Bộ, do quá trình hoạt động mạnh của vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với gió phơn khô nóng nên suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên sẽ đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 cho đến 38 độ. Những nơi như là ở Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Đông Hà, Quảng Trị, Nam Đông, Thừa Thiên Huế còn xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ còn có thể lên tới từ 38 đến 40 độ, có nơi còn trên 40 độ. Từ nay cho đến khoảng ngày 17 và ngày 18, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được dự báo sẽ là các địa phương có thời tiết khô và nóng nhất trên cả nước. Vậy là từ nay cho đến ngày 16, ngày 17 tháng 4, nắng nóng được dự báo là sẽ còn xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Có lẽ phải sau khi khối khí mát có khả năng di chuyển xuống trong ngày 17 và ngày 18 tháng 4, thì quá trình giảm nhiệt tại hai khu vực này mới có thể diễn ra. Đến với thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, không nằm ngoài xu thế tăng nhiệt của cả nước, nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức nhiệt chung của khu vực này trong những ngày tới sẽ phổ biến trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ. Một số nơi nhiệt độ cao hơn như ở Aunpa của Gia Lai, nhiệt độ có thể cao tới là 40 độ. Hay là ở Bình Phước, các điểm Trị An, Long Khánh của Đồng Nai và tỉnh Bình Dương ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ còn có thể xấp xỉ vào khoảng 38 độ. Đáng chú ý là ban ngày nắng nóng khô hạn gay gắt như vậy, nhưng đến chiều tối các tỉnh vùng cao Tây Nguyên có thể xảy ra mưa dông. Những cơn dông vào thời điểm này thường có lượng không nhiều, nhưng bà con cần phải lưu ý là trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc, mưa đá và gió rất mạnh. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Tại khu vực Biển Đông, trong 3 ngày tới đều có thời tiết tạnh giáo và ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng. Gió trên biển chỉ có cường độ trung bình yếu nên tình trạng biển ổn định. Riêng ở quần đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam có lúc sẽ mạnh lên cấp 5, có lúc trên cấp 5. Sóng biển có thời điểm cao trên 2 mét nên phần nào sẽ ảnh hưởng đến các tàu thuyền đang tham gia đánh bắt trên khu vực này. Vậy là trong thời kỳ 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo trên khắp cả nước đó sẽ là nắng và nóng. Trong ngày không những nhiệt độ tăng cao mà độ ẩm trong không khí lại giảm thấp nên cảm giác sẽ khá khô và nóng. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới của mình. Còn bây giờ xin được kính chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.